Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn đã hoàn thành các nội dung. Chương trình đề ra sau một buổi chiều, 28/7, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, trao đổi thẳng thắn, xây dựng. Tại diễn đàn, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày với hơn 4.600 ý kiến liên quan đến 45 nhóm vấn đề lớn. 21 lượt ý kiến đại diện cho đoàn viên, người lao động tham gia phát biểu trực tiếp. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan đã tham gia trả lời, trao đổi. Các ý kiến của đoàn viên, người lao động đã phản ánh sát, đúng thực tiễn tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm, sự quan tâm của đoàn viên, người lao động cả nước. Những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật khiến đoàn viên, công nhân, người lao động còn băn khoăn, bức xúc liên quan đến các nhóm vấn đề như việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của người lao động, các cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng và tiếp cận nhà ở, thiết chế văn hóa cho công nhân, vấn đề an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách thu hút người lao động và đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, chính sách trong các ngành đặc thù. Các ý kiến phản ánh thực tiễn thi hành, góp ý đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động như luật bảo hiểm xã hội, luật tiền lương, luật công đoàn. Nội dung, chương trình hoàn thành tại diễn đàn đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn, đồng thời khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn, hướng tới hiện thực hóa khát vọng hùng cường của tất cả người lao động Việt Nam. Phát biểu bế mạc diễn đàn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan tổ chức diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, cảm ơn các ý kiến phát biểu chân tình, thẳng thắn của đại biểu đại diện cho đoàn viên, người lao động cả nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn, vất vả mà công nhân, người lao động đang hàng ngày phải đối mặt trong lao động sản xuất, đời sống. Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần cách mạng, không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt khó, vươn lên của công nhân, người lao động luôn sát cánh, đồng hành với Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ luật cao trong lao động. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tại diễn đàn, các câu hỏi, ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, người lao động đã cơ bản được đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan trả lời. Đối với những vấn đề bức xúc, bất cập mà cử tri vừa nêu nhưng chưa được giải đáp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành tổng hợp, tiếp thu, khẩn trương giải quyết. Các cơ quan thực hiện nghiêm túc những vấn đề đã trao đổi, thống nhất tại diễn đàn, tổ chức giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nội dung kiến nghị về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động phải được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó, một số vấn đề đề xuất, kiến nghị thuộc chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhiệm kỳ 15, một số vấn đề khác chưa có trong chương trình. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, nếu cần thiết cần điều chỉnh, bổ sung ngay, báo cáo đề xuất để Quốc hội xem xét. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các đoàn viên, công nhân, người lao động sẽ chủ động hơn nữa trong việc tham gia phản ánh, góp ý với quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của công nhân, người lao động. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết của đoàn viên công đoàn, người lao động và công đoàn các cấp vào các công việc trọng đại chung của đất nước để thực hiện khát vọng hùng cường với hai dấu mốc 100 năm đã được Đảng ta đề ra. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là khát vọng, mục tiêu rất lớn nhưng không phải chúng ta không thể làm được. Để hiện thực hóa khát vọng này, cần phải có sự vào cuộc, đóng góp của hơn 52 triệu người lao động trên khắp cả nước, là lực lượng sản xuất của cải vật chất cho xã hội, cho sự phát triển của đất nước và là chủ thể rất quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Chúng tôi mong muốn người lao động tiếp tục tham gia đóng góp nhiều hơn nữa, hiến kế, đề xuất không chỉ về xây dựng pháp luật mà còn cả về quản trị đất nước, quản trị địa phương, quản trị doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống lịch sử của giai cấp công nhân. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn, có nhiều phát hiện, đề xuất, kiến nghị, góp ý xây dựng chính sách pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động. Công đoàn đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động giải quyết những vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quyền lợi, đời sống của người lao động, từng bước nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương, chúc mừng thành tích và nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các thế hệ cán bộ công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động. Nhấn mạnh năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cũng là thời điểm các cấp công đoàn đang tổ chức đại hội, hướng tới Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ năm 2023 đến năm 2028.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng các cấp công đoàn sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chất lượng để tổ chức thành công đại hội. Cùng với đó là thảo luận, quyết định những vấn đề lớn về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động của công đoàn hơn nữa, đề ra được những giải pháp căn cơ, toàn diện để tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh toàn diện, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết số 02NQ-TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đánh giá cao sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu tổ chức diễn đàn định kỳ, tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để hiệu quả hơn nữa. Thành công của diễn đàn tiếp tục khẳng định tinh thần luôn đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ vì lợi ích của nhân dân, của giai cấp công nhân, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể đoàn viên, người lao động sẽ tiếp tục phát huy vai trò, truyền thống lịch sử, đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Họ sẽ hăng say thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, tích cực nâng cao nhận thức, trình độ, tay nghề đáp ứng với yêu cầu công việc và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật. Các hành động này góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội thông tin rằng vào tháng 8 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nhằm quán triệt và triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các luật, nghị quyết đã được ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa 15. Nội dung của hội nghị này sẽ trở thành hoạt động định kỳ sau mỗi kỳ họp Quốc hội. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Mục tiêu là để mỗi chính sách, pháp luật nói chung và các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động nói riêng sẽ thực sự đi vào cuộc sống và bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Điều này cũng sẽ củng cố niềm tin và tạo động lực cho người lao động yên tâm lao động và sản xuất.